Jisun đã có một bài marketing cực kỳ tốt khi chỉ với một video của họ mình đã ngóng chờ vào hứng để lên tay sản phẩm này. Đối với nhà sản xuất Jisun thì các sản phẩm gimbal trước đây của họ mình không có quá là quan tâm. Nhưng mà với Crane 4 thì mình đã phải tự đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là một kẻ thay đổi cuộc chơi? Vậy Crane 4 có gì mà khiến mình hào hứng như vậy? Hãy cùng mình điểm qua một số điểm đặc biệt của sản phẩm này nhé. Đẹp và một thiết kế cực kỳ hay ho. Trông cũng rất là công nghệ của Crane 4 đã giúp mình có cảm giác là hào hứng hơn khi bắt đầu với sản phẩm này. Cấu tạo thành phần chủ yếu của Crane 4 là được kết hợp giữa kim loại và nhựa, nhưng lại có những cái chân trục rất là dài. Do đó Crane 4 chỉ nặng xấp xỉ 1,6kg nhưng mà có khả năng cân lên 6kg. Và điều này giúp Crane 4 phải giữ cân được tất cả các dòng máy full frame hay là những dòng máy cine cỡ nhỏ. Và Crane 4 còn mang cho em một cái nhìn cực kỳ trực quan khi mà chúng ta sẽ có phần đèn hiển thị cảnh báo cân trên từng trục. Vì nếu mà anh em cân chuẩn thì đèn sẽ hiện trắng, và nếu mà anh em cân sai thì đèn sẽ hiện đỏ. Và do đó chúng ta sẽ nhìn được từng trục xem là trục nào đang bị cân sai, và từ đó chúng ta có thể cân lại để giúp gimbal tránh bị hỏng hóc. Cục nút điều khiển cũng như là màn hình của Crane 4 mình cho là một cái thiết kế khá là công thái học. Ở giữa là một màn hình 1.22 inch có thể điều khiển cảm ứng full chức năng, giúp chúng ta điều khiển về chế độ này cũng như là các chức năng chuyên sâu cho Crane 4. Trên Crane 4 vẫn đầy đủ các nút vật lý như một chiếc gimbal bình thường, nhưng mà cụm joystick đã được đặt lệch sang bên trái. Điều này vô hình chung sẽ cho chúng ta một cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng Crane 4. Và là một nhà sản xuất đã cho những cái chiếc đèn khá là nổi bật trong khoảng thời gian gần đây, thì Jisun cực kỳ hào phóng khi cho Crane 4 một chiếc đèn có công suất đến 10W và có thể điều chỉnh độ K từ 2700K lên đến 5500K. Do đó trong một số trường hợp mà anh em cần đèn nhanh này, hoặc là những trường hợp anh em cần linh động, thì chiếc đèn này có thể cung cấp một lượng ánh sáng vừa đủ cho anh em có thể sử dụng. Và để bắt kịp với các nền tảng mạng xã hội dọc bây giờ, thì Crane 4 cho chúng ta một chiếc mouse dọc để có thể chuyển đổi từ quay ngang sang quay dọc cực kỳ nhanh chóng. Và Jisun Crane 4 còn được tích hợp quay không dây. Không phải là quay không dây, mà đó là nút ấn drag ở phía bên cụm joystick, và chúng ta được kết nối không dây với chiếc máy ảnh. Phải nói là sản xuất Jisun khá là hào phóng khi mà chỉ với một bản base thôi, Crane 4 mang lại chúng ta rất nhiều phụ kiện như là một chiếc mouse dọc này, một chiếc tản sáng cho đèn này, miếng kim loại để vặn gimbal và cũng như là túi gimbal đi kèm. Với Jisun Crane 4 thì chúng ta chỉ mất 1,5 tiếng để sạc đầy cũng như sử dụng liên tục trong vòng 12 tiếng theo thông số của nhà sản xuất. Nhưng mà có một điểm mình chưa thích lắm, tại vì đây là một viên pin liền nên do đó anh em không thể nào backup thêm một viên pin nữa, mà chúng ta bắt buộc phải sạc trực tiếp trong quá trình nếu mà chúng ta muốn dùng quá 12 tiếng. Mình không biết đây có phải là một cách để Jisun tiết kiệm chi phí hay không, nhưng mà với một chiếc gimbal cân nặng như này mà Jisun chỉ mang cho chúng ta một chiếc chân bằng nhựa thì mình thấy điều này nó khá là bất hợp lý, tại vì là khi mà cân nặng thì chiếc gimbal nhựa này không hề chắc chắn và giúp ta quá trình cân nó khá là khó khăn. Trong một thời gian ngắn mới cầm trên tay thôi thì mình cảm thấy Jisun Crane 4 là một sản phẩm khá là đẹp, khá là bắt mắt, cũng như là có nhiều chức năng hỗ trợ người dùng như là đèn này, cũng như là đèn cảnh báo khi mà cân chưa chuẩn này, và một số phụ kiện đi kèm nữa. Nhưng mà để đưa ra những đánh giá chuyên sâu hơn thì mình nghĩ mình sẽ cần một khoảng thời gian dài hơn để trải nghiệm sản phẩm Jisun Crane 4 này. Để anh em thấy video này hay, hãy cho mình một like, một xem, subscribe để đón chờ những sản phẩm tiếp theo và những bài so sánh về Jisun Crane 4 nhé.